Chào mọi người, hôm nay mình làm video là để nói về một game dạng thư giãn ha. Thì game này mình thấy là giống như một game mình đã review tên là Chill Corner. Và game này thì là phiên bản tính phí. Thì Chill Corner tuy là free nhưng các bạn mở rộng và DLC thì đó các bạn cũng phải trả phí. Và phiên bản này ra thì họ bán luôn. Và mình nghĩ trong tương lai sẽ có các bản mở rộng thì sẽ nhiều chức năng hơn. Thì hiện tại đây là một phiên bản đầy đủ của game. Qua đó thì chúng ta có thể thấy những chức năng cơ bản như là giờ có thể chuyển từ dạng PM sang giờ 16 kiểu như 24 giờ. To-do list là thêm các test như là kiểu như treo mấy cái nốt để chúng ta làm những cái sự kiện đó như mình làm đây để nhắc nhở mình mấy giờ làm cái gì như thế nào. Ở đây mọi người có thể thêm những cái test như thế này ha, đó tắt đi và mở lên và xóa đi. Còn ở đây thì có những bản nhạc mọi người có thể thêm và xóa trong các thư mục. Tại sao mình chưa có mở nhạc trong đây? Tại vì video này có những âm nhạc thế này thì mình không biết YouTube có đánh bản quyền hay không, lúc đó mình phải xóa từng bài nhạc hay là thế này thế kia rất là mệt nha mọi người. Mọi người thông cảm là trong video này mình sẽ không mở nhạc của game ha. Còn phần setting á, mình thấy là có thể tùy chỉnh background color là ảnh màu nền ngoài như thế này. Thì mình thấy là định màu này cũng khá là đẹp. Còn đây là mọi người có thể chỉnh nền bên ngoài và tất nhiên cái khung này vẫn được giữ nguyên. Frame rate khung ảnh đây, độ phân giải. Ha. Hoặc là hai layer. Đây, đó là ẩn nhạc. Rồi qua đây mình thấy là có thể xem lịch như thế nào ha, ngày tuần hay lịch tháng, ngày mấy tháng mấy, khá là tốt cho các bạn để tính toán thời gian như thế nào. Còn về hoa là mình thấy mọi người phải dùng hoa để mua những bản nâng cấp. Thì do game này mới ra nên mình thấy là chưa có nhiều sản phẩm nhiều, hy vọng tương lai họ sẽ update thêm. Ở đây mình thấy là cứ mỗi 60 phút mọi người mở game này thì mọi người sẽ nhận được 20 hoa. Đó, hiện tại là mình có khoảng 100 hoa thì mình có thể mua mua con vật này ha. Để mình sở hữu nó và mình đặt ở đây. Đó, ví dụ như mình có con gà thì nó sẽ nằm ở đây. Giờ game này chúng ta sẽ không di chuyển được những vật nuôi ha. Con mèo thì ở đây. Tuy là vật nuôi nhưng con mèo có thể xuất hiện bất cứ ở đâu nha. Nãy mình thấy là hình như nó ngủ chỗ khác thì phải. Đây. Đó mọi người thấy con mèo bây giờ chuyển thành ngủ trên giường ha. Đây nè. Đây là những cái thiết lập thời gian giống như là thời gian tôi tập trung để tôi làm việc như là viết văn, vẽ bản hay là học bài vân vân. Thì mọi người có thể tùy chỉnh trong đây, còn thời gian nghỉ tùy chỉnh trong đây. Tại sao lại có một game thể loại như thế này là chủ yếu là các bạn mở hiện trên màn hình của các bạn trên laptop hoặc là desktop để một bên rồi các bạn thực hiện công việc của mình và có thể nghe những cái bài nhạc đó như ở đây nè, góc phải phía bên phải ở dưới có những music mọi người có thể lựa chọn. Ở đây họ có sẵn bốn thư mục. Một là nhạc để bình tĩnh lại, còn một nhạc là dạng lofi cũng như thư giãn. Có những bài hát ở đây rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo và nghe thử nha. Ở đây mình cũng không mở nhạc luôn, mọi người thông cảm tại vì bản quyền á. Còn phần này mọi người có thể nghe được âm thanh của tiếng gió nè, tiếng chim nè, rồi âm thanh của trời đêm giống như là chúng ta sẽ nghe được tiếng
Dế kêu hay là âm thanh thuộc về đêm để dẫn đến giấc ngủ dễ dàng hơn, hoặc là tiếng ve kêu sau hè. Đây là âm thanh của tiếng những con ve ha, đây là âm thanh của mặt trời, âm thanh mùa đông, về mưa, về gió, về nắng. Mọi người có thể tùy chỉnh âm thanh như thế nào khá ok. Và mình nghĩ là do game này mới ra nên họ chưa có những cái bản cập nhật phong phú và nhiều chức năng như game trước mình đề cập ha mọi người. Có thể trong tương lai họ sẽ update thêm như thời tiết để tác động bên ngoài, mà game này có cho mình đổi được nền hình ngoài như vậy cũng khá ok đó. Còn tiếng ve là mình thấy là nghe rõ nhất, phù hợp với không gian hiện tại nhất đó. Ve kêu ha. Thì game này cũng khá là rẻ bình dân, có những chức năng cơ bản để chúng ta giải trí, làm đẹp màn hình của chúng ta khi không sử dụng tới thì có thể mở game này lên. Còn về phần RAM á thì mình có kiểm tra qua thì mình thấy là game cũng khá là nhẹ thôi, chỉ sử dụng khoảng 2% mấy CPU và vài trăm mấy gram, khoảng 100 mấy đến 200 mấy mấy gram mà thôi. Theo góc nhìn của mình, nếu mà đặt indie game mà nhẹ như vậy chỉ tốn 200 mấy mấy gram thì khá là ổn, CPU cũng chiếm vài phần trăm, dù con chip mình đã rất là lâu rồi, vài năm rồi đó. Thì nếu mọi người muốn thư giãn thì có thể lựa chọn ha, âm thanh thiên nhiên có thể nghe được và ảnh hưởng đến khung cửa của nhân vật luôn. Những thiết bị ở đây mình thấy là chưa có khả năng tương tác, không biết trong tương lai họ có làm hay không, nhưng mà góc độ mình hiện tại thì em như vậy khá dễ thương. Chủ yếu chúng ta dùng cái này và cảm nhận sự thư giãn từ nó chứ không phải là dùng để mà chơi như các game bình thường khác ha, chứ là để trang trí laptop, desktop khi chúng ta làm công việc khác hoặc là muốn nghe âm thanh gì đó của tự nhiên, và sắp xếp bộ sưu tập âm nhạc mở lên ở những mục nào mà chúng ta cần. Rồi thì chủ yếu video này mình giới thiệu sơ qua và mở cái game này coi như thế nào, thì hy vọng tương lai họ sẽ thêm nhiều cái cập nhật mới hơn. Video mình làm tới đây, cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày tốt lành nha, chào mọi người.